dữ. Rồi, mình đi quay xin chào cô dì chú bác và anh chị em và chào trân trọng nhất nha. Hiện nay thăm bảy khu vực mà có đợt rồi có tổ ong bự mà không có mặt nữa các bạn. Đây đây còn 5-6 cái nè. Hôm nay mình dắt các bạn vô đây thăm có dính gì không các bạn. Khu này có 5-6 cái bẫy nè, rồi dính con hổ ngựa với con hổ mèo nè. Hôm nay cũng tới ngày thăm nè, hôm nay mình thăm mình rút về luôn đó các bạn. Rồi, hôm nay mời các bạn theo chân mình vô thăm bảy nha. Dính thì cũng rút về hết nữa các bạn. Con cái này. Cái này không dính là làm tới giờ không dính. Chụp con sống luôn rồi. Nhanh chân luôn. Rồi mình đói rồi. Chuột sống nha. Mình cái nó ngon. Lúc cô này với con kia còn mười mấy cái nha các bạn. Chết giả xác sáng nay là anh có tổ ong có mặt vừa có mặt lấy cho bạn xem luôn nha. Cái gì này có 5-6 cái nha các bạn. Thương hết giống rồi. Yeah. Chuột còn sống luôn. Nó ngập như con heo. Yeah. Ừ. Hay quá. Yeah. Bảy gắn con. Coi con nhóc bán gì con, bán gì ai lấy cái tổ ong rồi các bạn ơi. Tổ ong mình ai lấy á, mình đói chuyện sáng rồi. Lấy tổ ong này nó có mặt rồi, nó lấy rồi kìa. Nó lấy rồi. Nó lấy rồi nè. Nè, chỗ này nè. Cây chặt nè, ai lấy tổ ong nè. Ôi, tổ ong không có mặt kìa, cũng bị người ta lấy nè. Hai cây này có hổng nè các bạn. Tổ ong nằm ngay đây nè. Cái cây nè. Ở tổ ong đây nè. Bị tao lấy rồi. Bó tay tổ ong gì. Cũng bị tao lấy nữa trời. Bó tay thiệt chứ. Ác dữ gì. Ai mà giả mang cái gì. Quặng kiếm bẫy mình nát hết trơn bạn. Nè. Rồi bẫy mình đây. Rồi mất cái bẫy còn. Chuột chết, ừ, gắn chết luôn nha bạn ơi, gắn chết đi trời, gắn chết luôn nữa, chưa còn nè, nó mà gắn gì trời, bó tay được chứ, bò kiếm quằn kiếm bảy banh hết trơn rồi, tao ông bị lấy rồi, hết luôn nha bạn, hết bảy nha. Mà quên kia còn 9-10 cái anh kia, mình quay tiếp cho bạn xem nha.
Dã man thì chứ, tổ ong gì mà cũng lấy nữa chà. Rồi, mình hết 7 khu vực này nha các bạn. Rồi, qua tới bên kia mình qua tiếp các bạn. Chết gắn gì giả xe, giả xác. Hồi quên kia anh quay tiếp cho bạn xem nè. Rồi trong đây có khu vực trong đây có 90 cái nha các bạn. Hồi nãy mình thăm bên kia không dính nha các bạn. Bên kia 5-6 cá mà với chỗ bên cái mà chỗ có tổ ong bự đó bạn. Tổ ong hổ mình thổi thuốc mà mình thổi mình coi chưa có mặt các bạn. Rồi, cũng bị người ta lấy nha các bạn. Thì bên đây còn có 90 cái bên đây nè, khu vực bên đây nè. Hôm nay mình rút hết rồi quay cho các bạn xem ha. Hôm nay còn 90 cái nha. Hôm nay thăm có dính nhiều. Trời ơi, đang chạy sao vậy bạn? Nay gom về 7 vậy luôn nha bạn. Phải tiếp. Giờ này cũng im lắm nè bạn. Còn không có gắn nữa bạn. Chuyến trước thì dính được con hổ mèo, chuyến sau phọc. Chuyến này đâu có lý không? Chuyến này đâu có dính gì. Có cũng rút mà không có cũng rút. Chuột còn sống, còn gì ba, còn gì quá trời, còn gì nữa bạn, con bộ đen rồi, còn còn sống rồi, chuột còn sống, da, chuột còn sống, còn thấy con cái nữa. Mình đặt bao miếng khu này luôn nha các bạn. Không cố gắng, không dính con hổ mèo mà kiến lừa, kiến vàng cắn đó các bạn. Bây giờ không dính gì luôn. Cái hình im quá mà. Hay là có anh nào anh bạn đồng nghiệp nào đặt trước mình không biết chứ. Hổm vô thấy da lột rồi mà kỳ cục chứ không biết. Ây da. Đó, cái gai. Ây da. Má ơi. Ây da. Ôi trời ơi. Ây da. Rồi mưa ngập cái gì chuột chín ngắt đi trời. Ô, kiến gì mà giữ trời với ta bịch vô vậy trời. Cú quá nè, da gắn lộn nè bạn thấy không mà không có nè đó nè hả, da gắn lộn đó không dính mày ơi. Thăm mấy chiến rồi đó. Ây da. Ây da. Ây da má ơi. Ây da. Ây da. Ây da nó cỡ nó đâm. Giật địa hình im lắm mà. Nó chớt dữ vậy. Thăm 9 cái, 10 cái, 9 cái chớt, 1 cái chọt. Lỗ tiền xăng này chắc mình về quê mình đặt mình quay cho bạn xem nó sướng chứ. Đây chuột chết ngắt rồi. Có cực nữa kìa. Này chắc không ngựa quá, cứ chân nhách đi. Lúa đẩy ra miệng hôm các bạn thấy không? Lúa đẩy ra nè, có cực nữa nè. Cực gì chân nhách không biết. Cái con gì đây? Chết chuột phải chọc. Này, này đem nhà bắt luôn nhưng mà đâu có thêm túi đâu không mà.
Trời ơi, hổ mèo nữa các bạn ơi. Nằm trong đó kìa. Mình đem ra nè các bạn. Đây con nè. Đây con. Hai cá, hai con. Mèo. Giả mang thì chứ mang dính con mèo dữ rồi chứ. Đây cá con này cũng bự lắm rồi. Mở cái này. Đây là còn hai ba cái nữa thôi mọi người biết cho bạn xem, mình đem về luôn chứ đâu có làm đâu bắt mà túi đâu, đem đem túi thôi. Còn hai ba cái nữa thôi mà quay tiền tiếp cho bạn xem nha. Không hiểu giá mà trong đây còn cái cuối cùng nữa bạn, cái này không kiếm được hai con mèo. Rồi rút đi, khu vực này được hai em hổ mèo. Rất nhiều con. Rồi khu vực này bên Bình Dương này thăm được hai con hổ mèo các bạn ơi, gom 7 về luôn rồi nè. Cố gắng gom 7 về, về miền Tây đặt nha các bạn. Rồi chắc Minh TV xin hẹn chào bạn clip này nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Mình có về miền Tây mình đặt mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi Minh TV xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.